Tiếng Việt lớp 1, tập 2, bộ sách Cánh Diều. Kể chuyện, chuyện của hoa hồng. Khu vườn nọ có nhiều loài hoa, nhưng đẹp nhất, thơm nhất là hoa hồng. Sáng hôm ấy, hoa hồng bỗng nghe thấy tiếng sột soạt dưới chân. Nhìn xuống, thấy một con vật thân dài loằng ngoằng. Hoa hồng kêu lên, khiếp quá! Nghe thấy vậy, mẹ đất bảo, đó là anh giun đất, anh ấy là bạn tốt của cây cối. Nhờ có anh ấy mà đất tơi xốp, rễ cây hút được nước, và thích anh đấy con à. Hoa hồng bĩu môi, trông anh ta sợ quá. Con chả cần anh ta. Nói rồi hoa hồng đu lên cành bưởi. Từ trên cao, nó thấy khu vườn thật đẹp. Nó reo lên, ôi, đẹp quá. Đến trưa, mặt trời lên cao. Những tia nắng chói chang hút dần dòng nhựa trong hoa hồng. Hoa hồng lả đi. Nó cầu cứu mặt trời. Cứu cháu với, ông mặt trời ơi! Ông mặt trời bảo, sao cháu lại trèo lên đó? Không có mẹ đất, cháu sống sao được? Hãy trở về với mẹ đất đi. Hoa hồng vội trèo xuống. Bộ rễ vừa tiếp đất, hoa hồng đã cảm thấy một dòng sữa ngọt lịm chạy khắp cơ thể khiến nó tỉnh táo hẳn. Nó hối hận xin lỗi mẹ đất, xin lỗi anh giun đất. Từ đó, nó không bao giờ rời xa mẹ đất nữa. Chuyện của hoa hồng. Khu vườn nọ có nhiều loài hoa, nhưng đẹp nhất, thơm nhất là hoa hồng. Sáng hôm ấy, hoa hồng bỗng nghe thấy tiếng sột soạt dưới chân. Nhìn xuống, thấy một con vật thân dài loằng ngoằng. Hoa hồng kêu lên, khiếp quá! Nghe thấy vậy, mẹ đất bảo, đó là anh giun đất, anh ấy là bạn tốt của cây cối. Nhờ có anh ấy mà đất tơi xốp, rễ cây hút được nước, và thích anh đấy con à. Hoa hồng bĩu môi, trông anh ta sợ quá, con chả cần anh ta. Nói rồi hoa hồng đu lên cành bưởi. Từ trên cao, nó thấy khu vườn thật đẹp. Nó reo lên, ôi, đẹp quá! Đến trưa, mặt trời lên cao, những tia nắng chói chang hút dần dòng nhựa trong hoa hồng. Hoa hồng lả đi, nó cầu cứu mặt trời. Cứu cháu với, ông mặt trời ơi! Ông mặt trời bảo, sao cháu lại trèo lên đó? Không có mẹ đất, cháu sống sao được? Hãy trở về với mẹ đất đi. Hoa hồng vội trèo xuống. Bộ rễ vừa tiếp đất, hoa hồng đã cảm thấy một dòng sữa ngọt lịm chạy khắp cơ thể khiến nó tỉnh táo hẳn. Nó hối hận xin lỗi mẹ đất, xin lỗi anh giun đất. Từ đó, nó không bao giờ rời xa mẹ đất nữa. Tiếp theo là phần quan sát tranh và trả lời câu hỏi. Tranh số 1. Cây hoa hồng sống ở đâu? Sáng ấy, hoa hồng nhìn thấy gì? Nó đã nói gì?
Câu trả lời là cây hoa hồng sống ở trong một khu vườn. Sáng ấy, hoa hồng nhìn thấy một con vật có thân dài. Nó kêu lên, khiếp quá! Tranh số 2. Mẹ đất giải thích với hoa hồng thế nào? Hoa hồng trả lời mẹ ra sao? Câu trả lời là mẹ đất giải thích, đó là anh giun đất, là bạn tốt của họ nhà cây. Hoa hồng trả lời, trông anh ta sợ quá, con chả cần anh ta. Tranh số 3. Sau đó, hoa hồng đã làm gì? Nó nhìn thấy gì? Câu trả lời là sau đó, hoa hồng đu mình lên cành bưởi. Nó nhìn thấy một khu vườn thật đẹp. Tranh số 4. Điều gì xảy ra khi mặt trời lên cao? Hoa hồng nói gì với ông mặt trời? Ông trả lời ra sao? Câu trả lời là khi mặt trời lên cao, những tia nắng chói chang hút dần dòng nhựa trong hoa hồng, khiến hoa hồng lả đi. Hoa hồng nói với mặt trời, cứu cháu với, ông mặt trời ơi! Ông mặt trời bảo hoa hồng, không có mẹ đất, cháu sống sao được? Hãy trở về với mẹ đất đi! Tranh số 5. Hoa hồng cảm thấy thế nào khi trở về với mẹ đất? Nó đã làm gì để thể hiện sự hối lỗi? Câu trả lời là khi trở về với mẹ đất, hoa hồng cảm thấy một dòng sữa ngọt lịm chảy khắp cơ thể, khiến nó tỉnh táo hẳn. Hoa hồng đã xin lỗi mẹ đất và anh giun đất. Từ đó, nó không dám rời xa mẹ đất nữa. Qua câu chuyện này, cho chúng ta thấy hoa hồng rất thơm, rất đẹp, nhưng lại kiêu ngạo. Hoa hồng không nên coi thường anh giun đất. Hoa hồng phải biết ơn mẹ đất và anh giun đất đã nuôi nấng, chăm sóc cho mình.